kính chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra thì mang lại trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào thời trung vận thì mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến thì chắc hẳn quý anh chị đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao. Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát bằng cách đăng ký miễn phí kênh Phong thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Bước vào năm 2021, những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ thu hoạch được vận may thỏa đáng về mọi mặt. Trong sự nghiệp thì họ vẫn sẽ có một công việc ổn định với ít áp lực hơn. Đối với tài lộc thì bạn sẽ kiếm được tiền lương và các thu nhập khác, vì vậy tốt hơn là nên học cách quản lý tài sản. Đối với tình yêu thì có thể tồn tại một số tranh luận hoặc xung đột đối với bạn đời, nhưng không có vấn đề gì to lớn lắm. Về sức khỏe thì chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nhỏ, tuy nhiên thì bệnh sẽ sớm hồi phục. Trong năm 2021, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 và Thái Tuế có ngũ hành tương hợp. Tổng thể thì bản mệnh có một năm làm việc vất vả lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa năng lực, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vẫn giấu kín suốt mấy năm nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Thế nhưng, để có thể đi đến thành công, bạn chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai vất vả, tốn nhiều tâm huyết, chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa, tai ương, khiến cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tính tình nóng nảy, nên trong năm nay, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 dễ có những lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người, nóng nảy, dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời thì sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bản mệnh không nên thường xuyên đi tới những khu vực ẩm ướt như là sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như là sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên thì dưới tác động tích cực của cục diện tương sinh giữa mệnh chủ và năm Tân Sửu này, trong năm 2021, bản mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, cách tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 và năm Tân Sửu. Năm 2021 thì theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu này, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, nên trong năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh đường hô hấp và đường ruột, nhất là bệnh có liên quan đến đại tràng. Vận trình của tuổi Canh Tuất vào năm 2021 khá là đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần phải tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ.
Bởi rất có thể có những kẻ xấu sẽ tung tin đồn xấu, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như là hình ảnh của bạn. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi trong cả lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Có điều năm nay, bản mệnh không thích hợp với các hoạt động đầu tư. Nếu có ý định thì chỉ nên tham gia vào những hạng mục nhỏ và vừa. Đồng thời, giữ thái độ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định nào, cần phải quan sát kỹ càng, lên kế hoạch thật cụ thể. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Về khía cạnh tình cảm thì người đã kết hôn thường không quan tâm chú ý nhiều đến nửa kia do công việc quá bận rộn, dễ khiến cho tình cảm nhạt phai. Bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn với nửa kia, củng cố mối quan hệ vợ chồng. Nam mệnh 52 tuổi, kế đô chiếu mệnh, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nữ mệnh 52 tuổi, thái dương chiếu mệnh, sau này bất lợi với nữ, dễ xuất hiện những tai ương ngoài ý muốn. Vào năm 2021 thì mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ trở nên khá là may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Năm nay, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy mà năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn, sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì các vấn đề về tim có thể xuất hiện, bạn nên chú ý nhiều hơn. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên thì bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Trong mối quan hệ thì có thể cãi nhau với bạn tình về một số chuyện nhỏ. Những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thể mong đợi một vận may tổng thể. Với công việc kinh doanh thì bạn sẽ ở trong trạng thái ổn định vừa công việc, được cả cấp trên và cấp dưới tin tưởng. Mặc dù có may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm, bạn cần hiểu rõ về thực tế và tránh xa cám dỗ, nếu không tất cả sức lao động của bạn sẽ bị mất. Sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 vào năm Tân Sửu 2021. Những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thì rất siêng năng trong công việc, bạn có thể rất tử tế với cấp dưới và thường khiến cho họ bối rối. Ngoài ra thì sẽ được cấp trên đánh giá cao, do đó mọi việc của bạn sẽ tăng lên đều đặn. Tuy nhiên thì bạn cần phải chú ý đến những kẻ đố kỵ xung quanh mình, vì câu nói người ta không bao giờ nên có ý định làm hại người khác mà nên luôn đề phòng những tác hại của mình. Đừng tiết lộ những vấn đề quan trọng vì ai đó có thể phá hoại và ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Vì thái tuế lộ xuất tỷ kiên nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái nóng nảy bất đồng. Đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức, khiến cho bạn thường nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác thì không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu Canh Tuất 1970 muốn thành công trong sự nghiệp sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy, bốc đồng, đắc tội với cấp trên. Bạn có thể tìm được một vài cơ hội lý tưởng để phát huy tài năng và sở trường của mình. Tuy nhiên thì để đi đến thành công thì chắc chắn phải tốn nhiều tâm huyết và trải qua nhiều chông gai, không nên chỉ trông chờ vào may mắn. Thương quan tác động cũng chủ yếu gây ra những mối bất hòa và tai ương, khiến cho tuổi này trở nên nóng nảy, kiêu ngạo, không nghe theo ý kiến của người khác, dễ mâu thuẫn với cấp trên. Bản mệnh cần tránh các hoạt động tiện tụng, thị phi nếu không muốn rước lấy phiền nhiễu. Năm 2021, tuy bản mệnh có cơ hội để thể hiện tài năng của bản thân, nhưng cơ hội được thăng chức không cao. Về các mối quan hệ xã giao, nếu mệnh chủ biết hạ cái tôi của mình xuống, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người, thì bạn sẽ được xây dựng mối quan hệ khá tốt đẹp, có ích trong tương lai. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2021, tức là từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ, vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đậu ập tới.
cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 vào năm Tân Sửu. Tuổi Canh Tuất có thể gặp may mắn về tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư thực sự sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng lãng phí vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một loại vật gì đó. Bạn nên chọn những khoản đầu tư chắc chắn thay vì đầu tư mạo hiểm. Về mặt tài vận thì Thái Tuế Sửu âm thổ tương hợp với mệnh chủ nên cần có cơ hội cầu tài nhiều hơn. Hơn nữa, hợp với Thái Tuế có quý nhân chỉ điểm dẫn đường, bớt đi đường vòng, biết cách làm giàu, tiền tài không ngừng tích lũy. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay tam hợp Thái Tuế lại có cát tinh, sự nghiệp hợp với Thái Tuế nhập mệnh. Có thể thông qua việc mở rộng tích cực sự nghiệp cùng với không ngừng sáng tạo, có thể tăng thêm thu nhập. Sao phi liêm đến tức là có rủi ro, làm giảm lợi ích. Mệnh chủ tuổi Tuất cần phải đề phòng bệnh tật làm hao tài hoặc là tiểu nhân làm hại. Về mặt thiên tài thì do năm nay bị ảnh hưởng thất xích, đây là một hung tinh chủ về mất mát, khẩu thiệt thị phi. Năm nay mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nên dùng cách làm từ từ chậm rãi là chính, không nên kiếm tiền một cách nhanh chóng. Kết hợp thông qua con đường hòa vốn chắc chắn để giảm nguy hiểm, lấy ngắn nuôi dài, không nên nóng vội. Để tăng cường thêm tài vận, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy lộc tài. Về sức khỏe của tuổi Canh Tuất vào năm 2021 Tân Sửu, mệnh chủ ít nhiều bị ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm. Trong năm 2021 này, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, cần phải chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc chuyện thị phi, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi Tuất, nhất là sức khỏe về tinh thần. Chính vì thế mà người tuổi này cần hết sức tránh việc tham gia những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi. Nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám, tập trung nhiều sát khí, khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe của bạn. Nhưng phải tránh xa rượu bia và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội thì gia tăng, có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết là cần cắt đứt hoặc là giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để hóa giải vận hạn và tăng cường sức khỏe mang lại bình an, may mắn, tài lộc cho năm 2021, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để có thể hộ thân, tăng cường tài lộc cho mình. Về tình duyên của tuổi Canh Tuất vào năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau, đừng tự cho mình là trung tâm mà hãy đi vào trái tim của nhau. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất 1970 đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cũng như là sự ổn định của gia đình. Ngay cả khi bạn có một mối quan hệ thì sẽ không tồn tại lâu vì người đó có thể không phù hợp. Đừng buồn nếu bị tổn thương, có thể tập trung vào thứ khác và tham gia khi bạn có may mắn. Đừng quá tập trung vào công việc mà không để ý đến tổ ấm gia đình. Cần phải bỏ thời gian nhiều hơn để quan tâm chăm sóc cho một người kia của cuộc đời mình. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Tuất nam mạng, sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là sao tam khóc cửu bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn là nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng khó, không phải lo lắng.
Tuy nhiên đàn bà khi mà gặp phải sau này chiếu mạng thì hên hay may thì lạ thường. Khi mà sinh sản thì cũng được yên lành, nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng vào năm Tân Sửu 2021 sẽ gặp phải hạn địa võng. Hạn địa võng thì thường gặp rắc rối thị phi, tranh cãi, thì bị hiểu nhầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Do vậy, gia chủ gặp hạn địa võng thì kỵ đi với ai khi mà trời tối, đồng thời chớ cho ai ngủ trọ và tránh mua đồ quốc cầm, đồ lậu. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Tuất, nữ mạng, Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp tài lộc cho nam. Còn nữ thì hay bị ốm đau, thường gặp tài ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuất là linh vật đứng thứ 11 trong 12 con giáp. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất 1970 thì trời sinh tính tình thẳng thắn, trượng nghĩa, căm ghét sự giả tạo cũng như là luôn hết mình đấu tranh để chống lại những bất công, đôi khi sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của tập thể. Chính sự khẳng khái có phần anh hùng này đã khiến cho họ dễ dàng ghi điểm, chiếm được tình cảm và lòng tin của mọi người xung quanh khá là dễ dàng. Sinh năm 1970 thì tuổi Canh Tuất không phải là tuýp người ưa nịnh nọt, mềm mỏng, dễ lấy lòng người khác. Một khi đã nảy sinh xung đột với ai thì sẵn sàng phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Nhưng khi sóng yên biển lặng thì mọi chuyện qua đi rồi, họ cũng sẽ không để bụng một chút nào. Có thể nói, với những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thì khác với những chú cún sinh năm khác có ưu điểm là nổi trội, đó chính là bao dung. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có một nhược điểm lớn, đó chính là thiếu lòng tự tin. Dẫu biết rằng họ có thể có được tất cả bằng chính đôi tay của mình, nhưng chỉ cần trên hành trang của họ có thêm sự tự tin thì những thành tựu gặt hái được sẽ hứa hẹn còn rực rỡ và ngọt ngào hơn rất nhiều. Cuộc sống thì tuổi nhỏ không may mắn nhưng hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh, có thể hưởng phước đức từ gia tộc. Tuy nhiên, nếu trong đời bạn có làm nhiều điều phước đức thì có thể sẽ được gia tăng thêm thiên niên kỷ. Trái lại, nếu làm quá nhiều việc ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên của tuổi Canh Tuất thì sinh vào những tháng này thì trong cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sinh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sinh vào tháng 1, 2, 10, 11 và 12 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Về gia đạo công danh thì yên hòa, tuổi nhỏ ở vào mức độ bình thường của cuộc đời, từ khoảng trung vận trở lên thì đường công danh mới hy vọng có thể lên cao. Tiền bạc khá đầy đủ, sự nghiệp vững chắc và tuổi 36 trở đi và từ đó cuộc sống rất sung túc. Tuổi hợp cho làm ăn nên dựa vào những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc, đó là những gia chủ tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, vì đây là những tuổi rất hợp với bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các thông nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.